Sáng nay ngày 14 tháng 1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến dự hội nghị. Năm 2021, ngành y tế Đà Nẵng đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, Đặc biệt, trải qua bốn đợt bùng phát với hơn 11.000 ca mắc COVID-19, ngành y tế đã làm tốt vai trò tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng truy vết xét nghiệm để nhanh chóng kiểm soát dịch. Đồng thời, ngành y tế cũng đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 quy mô và đảm bảo an toàn. Ngành cũng đã tăng cường phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dân số cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế suốt thời gian qua, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo, triển khai ứng phó với đại dịch COVID-19. Công tác khám chữa bệnh cũng có nhiều chuyển biến. Với các đề án, bệnh viện vệ tinh, đề án khám chữa bệnh từ xa, xây dựng được phân hệ quản lý dược lâm sàng tích hợp với hệ thống quản lý của bệnh viện. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò chủ công trong ứng phó dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tất cả chúng ta đều một đồng làm để mà cùng thực hiện những cái chính sách lớn của thành phố, những cái chủ trương của thành phố với một cái mục tiêu là đẩy mạnh cái sức mạnh và nâng cao cái chất lượng của các hoạt động y tế của chúng ta trên địa bàn thành phố từ hệ thống y tế cơ sở, từ hệ thống y tế dự phòng từ hệ thống y tế điều trị và điều trị chất lượng cao để chúng ta có một cái hơi sức hút sức hút đối với các cái địa phương lân cận trên địa bàn thành phố để tạo được một cái vị thế riêng tôi phải dùng từ là một cái vị thế riêng của y tế thành phố đà nẵng Dịp này, các tập thể và cá nhân công tác ngành y tế có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế khen thưởng.